Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stock, thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để Dân có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo. Thì hôm nay vào nên để chúng ta vẫn tiếp tục duy trì đà tăng, nhưng hôm nay chỉ là phiên xanh vỏ đỏ lòng, cụ thể vẫn đi tăng 2,43 điểm so với phiên trước và đóng cửa mức 1.154,20 điểm. Giá trị giao dịch ở mức trung bình 16.668,72 tỷ và đang có yếu tố phân hóa dòng tiền khá rõ rệt. Và tại vì sao hôm nay em nói thì chúng ta là một phiên xanh vỏ đỏ lòng, thực chất những mã cổ phiếu tăng chính đến từ những mã phiếu trụ như là VIC hôm nay chỉ thấy tăng 1,18%, VHM cũng tăng 2,23%, ngoài ra có VRE cũng tăng 2,93%, có Vietcombank cũng tăng 0,97%, trong khi đó những mã cổ phiếu mid cap thì bị xả lại khá là rác, ví dụ như là dòng bất động sản, anh chị thấy những cái mã cổ phiếu như sale giảm trên 5%, hay những mã cổ phiếu như VIT này hay DSG này cũng mang những màu sắc đỏ. Ngoài ra có thêm dòng ngân hàng hôm nay cũng là những cái dòng bị bán này, anh chị thấy này như LBB này giảm 3,09%, hay VBank hay là Techcombank cũng có yếu tố điều chỉnh. Còn những mã cổ phiếu chứng khoán thì đầu phiên sáng thì xanh khá là mạnh, nhưng cuối phiên chiều lại đóng cửa giá đỏ, thể hiện những trạng thái đang có những cái lực bán ở phía trên cao làm cho những mã cổ phiếu đó bị đóng cửa thấp nhất phiên. Thì nhìn chung ở giai đoạn này thì chúng ta cũng đã bước vào giai đoạn chuyển rút và nó chưa có dấu hiệu tạo đỉnh, thì việc chúng ta cần làm là chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn, cũng như là chúng ta sẽ quản trị vốn. Và đoạn này nhà đầu tư nào mình đang nắm nhiều mã cổ phiếu thì chúng ta phải cơ cấu lại, một chúng ta bán đi những mã cổ phiếu yếu và chúng ta giữ lại những mã cổ phiếu mạnh. Tại vì trong thị trường này nhà đầu tư mình sẽ có một cái thói quen ấy là thường ấy thấy những cái mã cổ phiếu nào tăng trần thì mình sẽ bán, nhưng những mã phiếu điều chỉnh thì mình lại không chịu bán, mình chờ nó hồi mình bán ở những quá hà, đúng không ạ? Nhưng cái đó là cái tư duy sai lầm trong thị trường này. Em ví dụ những mã phiếu như sale chị thấy này, những mã phiếu này yếu thì đáng lẽ những cái giai đoạn gần đây này chúng ta thấy thị trường tăng mà những mã phiếu này nó chỉnh, thì những mã phiếu này là những cái nhịp phục hồi là chúng ta phải bán đi chứ không phải là chúng ta giữ lại. Hay là những mã cổ phiếu như con gì ạ, như BVD anh chị thấy nó vẫn mạnh thì mã phiếu này chúng ta phải giữ, chứ không phải là thấy ở giai đoạn này thị trường tăng nó tăng như này chúng ta bắt đầu thấy tăng trần lên chúng ta bán. Anh chị nhìn qua những cái mã cổ phiếu gì ạ, như là con gì ạ, như con G36 đi, nó vẫn là những mã phiếu mạnh đúng mà, hay là chị thấy MBG này là những mã phiếu mạnh, thì những mã phiếu này này chúng ta phải giữ đúng mà, trong cái thị trường tăng mà cổ phiếu nó tăng mạnh thị trường thì chứng tỏ nó mạnh, thì chúng ta phải giữ mã phiếu này, chứ không phải là thấy càng tăng lên chúng ta chốt mã phiếu này ra, còn những mã phiếu càng giảm xuống thì sao ạ, thì chúng ta lại bắt đầu chúng ta nắm giữ, phải chờ hòa chúng ta mới bán. Tại vì chị biết rằng ấy thì chúng ta muốn mà chúng ta có một cái danh mục mạnh thì chúng ta phải giữ lại những mã phiếu mạnh, chúng ta phải bán đi những mã phiếu yếu, giống như trong một cái đội tuyển bóng đá đúng mà, thì anh chị đầu tư là huấn luyện viên thì đầu tư muốn vô địch một cái giải nào đó hay sao à? Chúng ta phải giữ lại những cái siêu sao trong cái đội bóng của mình, chứ không phải là chúng ta giữ lại những cái cầu thủ mà không có nền tảng thể lực hay là không có cái nền tảng kỹ năng tốt, thì hầu như khi nhà đầu tư mình tham gia thì chắc chắn nhà đầu tư mình sẽ thua trong cái giải giải bóng đá đó đúng mà. Thì trong chứng khoán cũng tương tự như vậy, thì mã phiếu nào mạnh thì cứ giữ, còn mã phiếu nào yếu thì cứ canh cơ cấu và hạ ra. Và đoạn này chúng ta phải quản trị vốn, tại vì biết rằng ấy là trong thị trường này nhiều nhà đầu tư mình ấy thấy ở dưới đáy thì đánh thì rất là ít đúng không ạ, nhưng mà khi càng lên cao nhà đầu tư mình thấy thì chúng ta cứ mở cửa ra tăng, mở cửa ra tăng thì sẽ có những trạng thái hưng phấn đúng không ạ, tại vì thấy thị trường chúng ta rất dễ ăn. Nhưng chỉ cần ấy sai lầm mà chỉ cần full margin một điểm thôi thì chị thấy rõ ràng rằng nó đi một cây sao ạ, thì sẽ mất hết những thành quả nhà đầu tư mình đoạn trước. Nếu mà mình full margin mà dính những mã cổ phiếu đầu cơ bán ra không kịp thì có thể mất luôn những khoản lãi và thậm chí thâm vào những vùng vốn của mình đó. Nên vì sao khi chúng ta càng lên cao thì chúng ta phải đánh những cái tỷ trọng ít hơn, chứ không phải là chúng ta sẽ đánh những cái tỷ trọng nhiều hơn. Nên đối với em ở trên đây thì chúng ta càng tăng sò thì chúng ta sẽ càng hạ dần tỷ trọng danh mục, và cái tỷ trọng phù hợp ở đoạn này là khoảng là 100% là cổ phiếu thôi, hoặc là 70% cổ phiếu là phù hợp, chúng ta sẽ không đánh nhiều ở đoạn này. Và ở đây chiến lược của em ấy là tại vì sao sẽ tập trung cổ phiếu, tại vì chỉ biết rằng thì chúng ta vẫn trên lây tăng thì chúng ta cứ nhìn là vào chồng chúng ta hành động, khi nào mà chúng ta có một phiên update 3 xuất hiện thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta rời đi đối với thị trường. Tại vì chỉ thấy rằng ấy là khi chúng ta có những trạng thái như thế nào xuất hiện một phiên update 3 đúng chưa ạ, thì sao ạ, thì chúng ta những điểm này chúng ta mới rời đi thì chúng ta chấp nhận lỗ lại 5-700 gì đó đúng ạ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể xử lý được trên một, tại vì chị thấy mua ngay đỉnh cũng sẽ không phải là những người đầu tư gọi là thua lỗ lần này nhất, những nhà đầu tư mua sau đỉnh mới là nhà đầu tư thì khả năng này nhất. Nên nếu mà chúng ta có biến những phiên upside 3 này là những phiên chúng ta có thể là chạy đúng mà, chúng ta sẽ không dự đoán thị trường làm gì, khi nào xuất hiện phiên này là một phiên giảm điểm trên một một có một biên độ giảm trên 1,5% và vol lớn thì phiên này chúng ta mới thoát. Còn bây giờ chị thấy này đang đa tăng thì chúng ta chưa biết khi nào chỉnh, chúng ta cứ nắm giữ cổ phiếu thôi, mà phiếu nào mạnh thì cứ nắm, mà phiếu nào yếu thì canh cơ cấu, rồi khi nào xuất hiện upside 3 thì chúng ta mới bắt đầu bán được cổ phiếu đúng mà, tại vì chúng ta nó vẫn đang trên lai tăng. Và trong một cái giai đoạn chỉnh rút thì vẫn có những mã cổ phiếu tăng khá là thấp, ví dụ như tăng 10 đến 15% trong 3 đến 4 phiên, tại vì giai đoạn chạy rút thì nó sẽ có những yếu tố như thế. Em ví dụ ở đây chị thấy đây thì chúng ta là chạy rút thì chị thấy những cái mã cổ phiếu nó tăng mạnh nhất là cổ phiếu gì, đó là những mã cổ phiếu như LCG đúng chưa ạ,
Anh chị thấy này, một cái đoạn chị thấy từ đáy đi lên thì chị thấy này, các anh chị tìm kiếm biên độ lợi nhuận rất là ít đúng không ạ? Anh chị thấy này, tăng từ đâu đâu bao nhiêu ạ? À? Tăng từ ngày 9 tháng 1 lên đến vùng bao nhiêu ạ? À? Lên vùng giá khoảng là 10 đi thì chị thấy này, nó tăng đâu khoảng là bao nhiêu lâu ạ? À? Nó tăng đến tháng 2 đi thì tăng đâu một tháng thì chị thấy tăng đâu khoảng là gần 30%. Nhưng chị thấy này, trong cái thời gian ngắn chị thấy 4 đến 5 phiên chị thấy đã tăng gần 30% như vậy rồi đúng không ạ? À? Hay là anh chị thấy những mã cổ phiếu như BVD này đúng không ạ? À? Cái giai đoạn chuyển rút thì chúng ta nếu cứ tối chuyển rút thì những mã phiếu này chị thấy chạy nước rút khá là ở giai đoạn phía trước đúng mà chạy rút hiện chạy trong vòng vài phiên thì đã đem lại những độ lệnh cho tương đối khá là lớn, nên quan trọng thị trường này chúng ta sẽ tìm kiếm những mã phiếu nào ấy, mà khi chúng ta nếu có những trạng thái đặc định hay là cân bằng lại thì những cái mã cổ phiếu mà nó có yếu tố mạnh thị trường nó sẽ bước vào nhịp chạy rút, chúng ta phải tìm ra những mã phiếu này. Thì bây giờ em sẽ phân tích qua những mã cổ phiếu nhiều hơn để tôi mình có thể là nắm bắt và tham khảo. Thì nếu ngày mai mà thị trường ta có rung lắc ấy, thì nó cũng sẽ rung lắc nhẹ để quay lại retest vùng giá 1140, nhưng mà muốn rơi luôn ấy thì nó phải quay lên nó test đỉnh thì kiểu gì nó phải có nhịp quay lại retest, nên đối với em ấy thì bây giờ cũng sẽ chưa sợ trường. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chưa top 3, khi nào có top 3 chúng ta mới bắt đầu chúng ta rời khỏi trường. Còn bây giờ cứ tập trung vào cổ phiếu là chính, xem hiện tại dòng cổ phiếu nào nó đang mạnh thị trường để chúng ta đầu tư giai đoạn sắp tới, và chủ yếu chiến lược lần này là vào nhanh ra nhanh đó. Thì đối với em là như vậy. Thì đầu tiên ấy là chúng ta sẽ đi qua từng dòng, thì chúng ta sẽ đi qua dòng vật liệu xây dựng trước. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi qua những mã cổ phiếu như con C4G đi. C4G hiện tại nó đang vận động như nào? Thì đầu tiên ấy là để chúng ta tìm một cái điểm mua cổ phiếu, thì chúng ta phải xác nhận gì? Là chúng ta phải xác nhận xu hướng của cổ phiếu đó. Thì chị thấy cổ phiếu hiện tại như C4G này đang xuống như nào? Thì chị thấy này, xác nhận những cái đáy, thì chị nói những cái đáy lại với nhau thì nó tạo ra vùng đáy sau cái trước thể hiện cho xuống tăng. Đúng mà, thì đây là xuống tăng của cổ phiếu. Tại vì sao chúng ta phải xác nhận xu hướng? Tại vì chị biết rằng ấy, một cái mã cổ phiếu chúng ta tham gia, nhưng mà chúng ta tham gia trong một cái xu thế giảm thì như thế này, anh chị tham gia bất cứ điểm nào anh chị cũng lỗ. Nhưng ngược lại, nếu nhà tôi xác nhận được cổ phiếu đó đang trong tăng thì nhà tư mình tham gia bất kỳ điểm nào cũng lãi đúng không ạ? Nên đối với em, cái điều quan trọng nhất để tìm kiếm một cái điểm mua cổ phiếu thì chúng ta phải tìm kiếm gì? Tìm kiếm xem hiện tại nó là trên là tăng hay trên là giảm. Thực chất ở đây nó đang đáp ứng được cái điều kiện gọi là trên là tăng. Thứ hai là chúng ta phải xét về cái dòng tiền và xét về cái mẫu hình. Thì chị thấy ở đây cái mẫu hình của con C4G là mẫu hình gì? Nếu mà tôi mà mình tinh ý nhìn kỹ thì đây là mẫu hình ba nền tảng giá. Thì đây là nền tảng giá số 1 đúng không ạ? Thì ở đây chị thấy này, đây là nền tảng giá số 1. Đúng chưa ạ? Tiền lớn nó lên chưa? Đây tiền lớn vào nó lên đúng không ạ? Đây nền tảng giá số 2 đúng không ạ? Và tiền lớn vào nó lên, và đây nó đang làm gì ạ? Nó đang tạo ra cái nền tảng giá số 3 đúng không ạ? Và xuất hiện những phiên nô đỉnh 3, và đây là phiên nô xuống đi 3. Khả năng ngày mai nó sẽ xuất hiện một phiên test cung 3. Nếu ngày mai xuất hiện một phiên test cung 3 vững lên thì khả năng sẽ có một cái phiên breakout 3 trong thời gian tới. Nếu tôi mình có cứ nắm giữ để mã cổ phiếu C4G. Còn nếu ngày mai có một phiên ấy, đóng cửa, anh chị lưu ý giúp em ấy là một phiên đóng cửa quanh vùng giá 14.5, biên độ giao dịch thấp đúng không ạ? Và có những trạng thái đóng cửa cao nhất phiên thì đó sẽ là điểm mua. Em ví dụ cụ thể về cái phiên tích công 3, ví dụ ở đây như thế này, một cái mã cổ phiếu nó vừa bắt đầu có những trạng thái nó rũ xong đúng không ạ? Đây có yếu tố rũ xong, nó xuất hiện những phiên gì ạ? Nó xuất hiện một phiên gọi là no sập này đó. Một phiên no sập là phiên gì? Một phiên đóng cửa gần như thấp nhất phiên, biên độ giao dịch hẹp kèm với vol thấp, sau đó xuất hiện một phiên tích công, thì phiên này là cái phiên để chúng ta tham gia đó. Thường thường là như vậy. Thì sau đó như thế này, nó sẽ xuất hiện một cái nhịp gọi là breakout 3 lên để có thể tăng giá. Hãy đang như thế này, khi mà xuất hiện một phiên no supply 3 này, một phiên tích cung này, thì phiên sau sẽ là phiên break. Thì chúng ta phải chờ đợi xem ngày mai có một cái phiên đóng cửa giống như này hay không. Nếu đóng cửa như này mà có những trạng thái vol của nó cũng thấp hoặc là nó bằng cái vol của phiên này thì đó sẽ là điểm mua. Còn tôi làm có cứ nắm giữ thêm thì hầu hết ấy, những cái mã cổ phiếu mà anh mang những cái mẫu hình ba nền tảng giá thì thường nó sẽ chạy từ những cái nền tảng như số 3. Thì em ví dụ cho tôi để mình dễ anh dung về mã cổ phiếu SS thì nó đang có form giống như con gì ạ? Giống như con CMG thì chị thấy này. Thì đầu tiên ấy, chúng ta phải xác nhận ở cái trendline của con SS hiện tại nó là trendline tăng. Số 2 chúng ta phải xác nhận mẫu hình của nó, thì như thấy ở đây là nền tảng giá số 1 đúng không ạ? Sau đó tiền lớn nó lên đúng chưa? Đây là nền tảng giá số 2, tiền lớn vào đứng lên đúng chưa? Và bắt đầu đây là nền tảng giá số 3, thì sao nó sẽ bước vào giai đoạn gì ạ? Nó sẽ bước vào giai đoạn chạy rút đúng không ạ? Là giai đoạn này là giai đoạn chạy mạnh nhất của cổ phiếu đó. Và anh chị thấy trước khi xuất hiện một phiên breakout 3 thì xuất hiện những trạng thái gì ạ? Nó xuất hiện một phiên gọi là test cung vào phiên no demand, thì sau đó sẽ là phiên breakout 3 lên đúng không ạ? Nên nhà đầu tư nào mình có thì cứ nắm giữ thêm đối với mã cổ phiếu gọi là SHS. Nhưng mà những cái mã cổ phiếu như C4G anh chị thấy rõ ràng rằng ấy, nó cũng tương tự như những mã cổ phiếu SS, và nó đang thiếu gì ạ? Nó đang thiếu những cái trạng thái tích cung, thì khi nó xuất hiện tích cung ta tham gia được. Thường thường sẽ như vậy. Anh chị thấy những mã phiếu như Nam Long đi, thường thường cũng sẽ chạy từ nền tảng giá số 3. Ví dụ ở đây anh chị thấy này, một cái mã cổ phiếu này nó tạo ra nền tảng giá số 1, nền tảng giá số 2, nền tảng giá số 3, thì từ những nền tảng số 3 thì nó sẽ chạy mạnh nhất. Anh chị thấy những mã cổ phiếu như DGC nó cũng tương tự như vậy đúng không ạ? Ở đây anh chị thấy này cũng là mẫu hình ba nền tảng giá này
đây nền tảng giá số 1 này, và sau đó là tiền lớn vào đánh lên này, nền tảng giá số 2 này, tiền lớn vào đánh lên này, và sau đó là nền tảng giá số 3, đúng chưa ạ? Rồi sau đó là cái giai đoạn chạy rút cổ phiếu thường là sẽ như vậy. Hay là chị nhìn qua những mã phiếu gần đây như con SSI đi, nó chạy từ nền tảng giá số mấy là cái giai đoạn chạy mạnh nhất của nó, để chạy từ nền tảng giá số 3 đúng không ạ? Ở đây chị thấy nền tảng 1 này, tiền lớn đánh lên này, nền tảng 2 này, tiền lớn đánh lên này, sau đó bắt đầu chị thấy này, nền tảng 3 thì chị thấy bước vào giai đoạn chạy rút. Thì đối với em những mã cổ phiếu như CMG khả năng nó sẽ có một nhịp chạy rút nữa nên đầu tư lưu ý. Với lại ở đây nó có một cái gap gì ạ? Ở đây nó có một cái gap down, nó mở ra mà chưa lấp lại này, nên đầu tư mình có thể kỳ vọng nó có thể lên giá khoảng là 16 được. Đó nên lưu ý được mã cổ phiếu CMG. Tiếp theo là những mã cổ phiếu như con DBG đi, DBG cũng là một cái mã cổ phiếu khá là đẹp này, cũng là mẫu hình ba nền tảng giá, thì chung một cái form mẫu hình của cái dòng đầu tư công là ba nền tảng giá. Thì ở đây chị thấy đây là nền tảng giá số 1, tiền lớn nó lên, nền tảng giá số 2, tiền lớn nó lên, và đây nền tảng giá số 3 thì đang thiếu gì, thiếu tiền lớn nó lên. Đầu tư nằm có cái nắm giữ phim nay nó cũng xuất hiện một cái phiên gọi là test cung và đóng cửa các phiên. Đầu tư nằm chấp nhận rủi ro thì hôm nay em giác đang là cái điểm vào đẹp đó, mà cổ phiếu gọi là DBG đó, điểm vào vùng giá 35.2 và chúng ta đặt stop loss ở vùng giá đó khoảng là 32 đó, khoảng là 32 32.5 gì đó, và cái mục tiêu nó là lên cái vùng gap của nó là quanh vùng giá như vậy. Đây là vùng gap của nó này, quanh vùng giá đó khoảng là 41 2 và 42, nên lưu ý được đối với mã cổ phiếu này đang là một cái mô hình khá đẹp đối với mã cổ phiếu DBG. Tiếp tục với mã phiếu FCN đi, FCN hiện tại thì trên line vẫn là trên line tăng đúng chưa ạ, dòng tiền vào cũng khá là mạnh mẽ này đúng không ạ, nó cũng đang xây nền đi lên. Đây là nền một của nó này đó, tiền lớn lên này, nền hai này đó, rồi bắt đầu tiền lớn nó lên này, rồi sau đó bắt đầu này tạo ra nền tảng số 3. Rồi ở đây anh chị thấy sideways lại biên cũng khá là hẹp đúng không ạ, và ở đây nó cũng đang xuất hiện nồi điện 3 thì khả năng sẽ cân bằng một vài phiên nữa chúng ta sẽ có điểm mua đó. Ví dụ ở đây nó cân bằng đâu khoảng là từ 3 5 phiên nữa và nó xuất hiện những trạng thái cân bằng, nếu hiện chỉnh nó không chỉnh thì sẽ là điểm mua đẹp cho mặt phía FCN. Còn tư là mình có cái nắm giữ, còn bây giờ chúng ta cứ quan sát và chờ đợi thêm một vài phiên xem như thế nào. Còn G36 thì hơi bao cùng thì mình sẽ không phân tích. Tiếp tục là những mã phiếu HBC đi, HBC nhìn chung hiện tại thì nó là một cái mã cổ phiếu gọi là kênh dưới xu hướng và nó cũng đang ở trong cái biên sideways thôi đúng không ạ. Thì đầu tư là mình có cái nắm giữ, còn ở đây nó chưa có bất kỳ một dấu hiệu cung cầu để chúng ta tham gia. Ví dụ ngày mai con HPC xuất hiện một phiên tích cung đây thì mới là điểm mua. Ví dụ ở đây chị thấy này, rũ xuống tạo ra đáy một này, quay lại retest này tạo ra đáy hai này, bắt đầu xuất hiện tích cung này thì chúng ta mới có điểm mua. Còn đây nó chưa xuất hiện tích cung mà đang quay xuống như này thì chúng ta chưa tham gia mua mới. Quan sát thêm đối với HPC. HV thì hôm nay có sự hưng phấn và nó cũng đang bước vào cái nhịp tăng, thì nhịp này đánh giá cũng đang bước vào nhịp chạy rút, thì đầu tư mình có cái nắm giữ. Còn đối với em thì bây giờ điểm mua mới chưa có, tại vì cái biên độ cân bằng của nó không đủ. Và thực chất mã phiếu này nó hơi bao cung nên chị thấy này, mặc dù nó đánh những cái nến gọi là rút râu về phiên chiều nhưng mà anh chị thấy nó vẫn có thể tăng được, nó cứ đánh nến rút râu nhưng mà anh chị thấy ở đây nó đang đáy thì có cứ nắm giữ thôi. Còn đối với em ở đây thì chưa điểm mua đẹp để mã phiếu HV. Tiếp tục là những mã cổ phiếu như con gì ạ, như con KHB đi, KHB thì nhìn chung hiện tại anh chị thấy này, trên like của KHB thì hiện tại nó vẫn giữ trên like tăng, dòng tiền vẫn vào này và chị thấy là nó vẫn nâng đáy đi lên và chưa có dấu hiệu gì gọi là bị bán không bán tháo, thì có cái nắm giữ thêm. Còn đối với em thì bây giờ thì điểm mua mới chưa có, phải chờ đợi nó đủ độ tích lũy và sẽ quay thì lúc đấy mới tham gia. Tiếp tục là những mã cổ phiếu như LCG đi, LCG thì trên like của nó thì hiện tại nó vẫn giữ trên like tăng thôi đúng không ạ, anh thấy đáy sao cao trái trước, dòng tiền nó vào này đang tạo ra cái nền tảng số mấy ạ, à? Đang tạo ra nền tảng số 2 này, anh chị thấy Fevolin cũng đang bắt đầu cạn dần, thể hiện ở đây nó đang có yếu tố cạn cung và ở đây nó xuất hiện một phiên no supply 3, nếu mà xuất hiện thêm một phiên test cung thì chúng ta sẽ có điểm mua mới đó, cứ chờ đợi phiên tích cung chúng ta sẽ đi mua mới mã phiếu LCG, nên cứ quan sát và chờ đợi thêm đối mã cổ phiếu này. Thì ví dụ ở đây như thế này, xuất hiện một phiên no sập này, đây một phiên no sập nữa này đó, phiên sau tích cung là cái điểm mua chính đúng không ạ, đây điểm tích cung điểm mua chính, nên chị cứ chờ đợi phiên ngày mai đi, biên độ hẹp và đóng cửa các phiên sẽ là điểm mua chuẩn đối mã phiếu LCG, cứ chờ đợi phiên mai nếu có điểm mua chuẩn em sẽ khuyến nghị. Còn bây giờ cứ nắm giữ thêm đó, tại vì ở đây chị thấy này dòng tiền chưa thoát ra và ở đây chị thấy trên đây nó còn một cái gap này nó hở ra chưa lấp lại này, thì kiểu như phải lên đây nó chặn rút thì lúc đó nó mới bắt đầu nó kết thúc chu kỳ. Ở đây nó đang thiếu gọi là thiếu cái nhịp chặn rút, thường thường nó sẽ như vậy. Anh chị thấy đi, một cái mã cổ phiếu trước khi kết thúc chu kỳ thì kiểu như phải có nhịp chặn rút, anh chị thấy nhịp chặn rút lên đây làm gì ạ, để lấp lại hết gap này này đó, trước khi nó bắt đầu nó điều chỉnh đúng không ạ, trước khi kết thúc chu kỳ nó luôn luôn có nhịp chặn rút, anh chị thấy mặc dù nó chỉnh một nhịp khá sâu nhưng phải có nhịp chặn rút lên dây nó mới kết thúc chu kỳ, thường là như vậy. Nên đối với em thì mã cổ phiếu là LCG còn thích nhịp rút, nên đầu tư mình đã chấp nhận rồi thì những phiên sau xuất hiện tới cung có thể là vào thăm dò được cái mã phiếu là LCG, và chúng ta phải lưu ý đặt stop loss vùng giá khoảng 13.1 để mã cổ phiếu là LCG này. Tiếp tục là những mã cổ phiếu như HUT đi, HUT nhìn chung mã phiếu này cũng hơi bao cung, nhìn chung dòng tiền vào nhưng đoạn này cũng cân bằng khá tốt, có cái nắm giữ thêm. Còn đối với ở đây thì chưa điểm mua mới tại vì chưa đủ độ tích lũy và biên độ tích lũy của nó thì hơi lỏng. Còn những mã cổ phiếu con gì nữa à, như VCG hôm nay cũng đóng cửa cũng khá là đẹp này, nhìn chung thì trên xu thế của nó hiện tại thì nó vẫn giữ trên xu thế tăng này
Đúng chưa ạ? Ở đây chị thấy là cứ rủ cái đi lên và đang đánh đáy, dòng tiền vào quyết liệt. Đoạn này thì cân bằng một vài phiên nữa chúng ta sẽ có điểm mua. Còn bây giờ chúng ta có cứ nắm giữ thôi. Và trong đây nó còn cái gap này nó hở ra chưa lắp lại này, thì kiểu gì sẽ quay lại lắp cái gap down này. Đó là chúng ta có thể chờ đợi những điểm cân bằng để chúng ta đánh nhịp T cộng với VCG. Còn giờ cứ nắm giữ thêm, nó vẫn chưa có yếu tố gì xấu đối mã phiếu VCG. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ đi qua một vài mã phiếu dòng bất động sản. Bất động sản thì đầu tiên là con sale. Sale thì đầu tiên chúng ta nhìn vào cái xu thế của nó thì sao ạ? À? Thì xu thế của nó hiện tại nó đang là cái xu thế giảm rồi này. Đó đã gãy trên line tăng rồi này. Đúng chưa ạ? À? Và đây nó đang hình thành mô hình gì rồi ạ? À? Đây là mô hình vai đầu vai nó này. Đây là phần gì ạ? À? Đây là phần gọi là vai trái này. Đó. Đây là phần đầu này. Và đây là phần gì ạ? À? Đây là phần vai phải của nó này. Rồi sau đó gãy trên line thì đây là điểm bán. Chờ chết nhau tôi mình bán ấy, thì chúng ta thấy ở một cái mã phiếu nó gãy như này chúng ta phải bán rồi. Chứ không phải là ta nắm giữ đến bây giờ. Mình chỉ thấy nắm giữ bây giờ, mình chỉ thấy mức độ rủi ro khá là cao, đúng không ạ? Tại vì chỉ biết rằng ấy, theo những nguyên tắc cắt lỗ của William O'Neil thì 4% cắt một nửa và 8% cũng cắt hết, đúng không ạ? Tại vì chỉ biết rằng những cái khoản lỗ lớn nó luôn luôn bắt đầu từ những khoản lỗ nhỏ, nên chúng ta phải biết nếu mà cổ phiếu đó nó gãy trên line hoặc là nó vi phạm điểm bán thì chúng ta phải bán quyết liệt và chúng ta sẽ không bắt đáy đối với cổ phiếu đó hay là trung bình giá. Thì đối với một cái mã phiếu nó đang rơi như thế này thì nhà đầu tư có cơ hội lên đi hạ thôi, chứ làm gì mà có điểm chúng ta bắt đáy đâu. Thì thực chất anh chị thấy đi, khi chúng ta bắt đáy có khi nào bắt đúng được cái đáy đâu? Ví dụ đây anh chị thấy bắt đáy khi nào đúng được cái đáy đâu, đúng không ạ? Bắt đây thì rơi về đây, đúng không ạ? Bắt đây nó rơi về đây, khi nào nó hình thành một hình gì ở đây là một đáy, hai đáy này đảo chiều này, dòng tiền vào này, thì đó mới là điểm mua chính. Còn chị thấy rõ ràng là nó đang rơi thì chúng ta sẽ chưa có một cái điểm mua chuẩn đó mà cổ phiếu này đâu, nên nguyên tắc của em khi mua chúng ta phải nhìn vào xu hướng và không nên bắt đáy với cổ phiếu. Còn đối với em thì bây giờ có cơ hội đi hạ thôi và cần cơ cấu lại mã phiếu sale. Tiếp tục là con gì ạ? À? IDJ hôm nay chị thấy nó tím này, thì mặc dù nó tím như này chúng ta mua được chưa, thì đối với em thì ở đây em sẽ không mua, tại vì nó rơi vùng quá mua thì sẽ có nhịp hồi lên để retest lần như đó khoảng là 6.5 hoặc 6.8 gì đó. Nhưng mà đối với em thì nó đang rơi em sẽ không mua đuổi. Thì đầu tư mình thấy một vài cái trường hợp ví dụ như Novaland đi, đúng không ạ? Nó tăng thì cũng sẽ chưa tăng liền đâu. Ví dụ đang chị thấy đi, bắt đầu có một cái phiên tăng trần lên này, đúng giờ phiên này nè. Nó tăng hầu như nó không công giảm, nhưng chị thấy những phiên sau này có những phiên tăng trần tăng được vài phiên, nhưng mà tụi mình khá không kịp xong sẽ đi luôn cái tài khoản, đúng không ạ? Nó cái mã phiếu nó đang bịch cung, nó khớp lệnh phiên đầu tiên hay nó hồi lên thì nhà tư có hàng thì canh hồi để hạ, chúng ta sẽ không mua mới từ trước khi nó hồi lên nhịp để làm gì, để tái phân phối thôi. Nhưng sau đó chị thấy là nó bắt đầu nó rơi, sau đó tạo ra biên tích lũy chứ nó sẽ không có thể lên chữ V được. Nếu chúng ta đừng có kỳ vọng ở một cái mã phiếu giá rẻ chúng ta mua, chúng ta phải dựa vào yếu tố và tích lũy của cổ phiếu. Cổ phiếu đang rơi như những mã phiếu này chị mua thì kiểu gì hàng về mà bán không kịp thì kiểu gì cũng bị nhốt mấy cái sàn nữa, thì IDJ khả năng sẽ đánh tương tự như vậy đấy. Đó là chúng ta hạn chế mua mới đấy, mà cổ phiếu IDJ cho rơi đang hồi lên một vài phiên thì chúng ta canh, chúng ta hạ ra bớt rồi chờ đợi tích lũy trở lại đủ chúng ta sẽ tham gia ở chu kỳ sau. Còn những mã cổ phiếu như con gì ạ? À? Như con DG sao ạ? À? DG nhìn chung chị thấy này, trên line hiện tại thì trên line của nó thì cũng đã bắt đầu gãy trên line với một cây von bán lớn đó mà. Và ở đây nó cũng đang mở cái gap gọi là gap down, thì khả năng sẽ quay lại retest cái gap down này nè. Đó, khả năng quay lại retest gap down trước khi nó bắt đầu nó điều chỉnh. Thì đối với nhà đầu tư nào mình có thì cứ canh hồi lên đi hạ, còn thực chất điểm mua mới chưa có đối mặt cổ phiếu DIT. Nên quan sát thêm đối mặt cổ phiếu DIT này, ví dụ đây như thế này. Nó có một cái gap gì ạ? À? Ở đây có một cái gap down này. Nó hở ra thì kiểu gì cũng phải quay lại retest thôi. Nhưng quay lại retest xong thì nó sẽ bắt đầu giảm. Đúng mà nhìn chung dòng tiền thoát ra chúng ta sẽ không tham gia lại đối mặt cổ phiếu DG này. Đó quan điểm của em thì hiện tại hạn chế tham gia, có thì canh nắm giữ và canh tăng lên đây để hạ. Còn mua mới thì cái biên độ là nhìn nó của nó cũng sẽ không lớn. Tiếp tục là DSG. DSG thì hiện tại nó cũng tương tự như vậy thôi, đúng mà ở đây mặc dù cũng là trên lai tăng nhưng chủ yếu nó quay lại retest những cái vùng gọi kháng cự trước của nó, nhưng chị thấy hôm nay tăng lên cũng bị bán ngược trở lại, thì có cứ quan sát nắm giữ thêm. Còn đối mặt phía này gãy đâu cả là 14.2 nó sẽ bán hết, còn điểm mua mới chưa có từ biên độ tích lũy của nó chưa đủ. HDC hôm nay cũng kéo lên tăng quyết liệt nhưng thực chất nó kéo lên để quyết gọi là retest lại trên lai thôi, chứ hiện tại nhìn chung cũng chưa điểm mua. Và thực chất ở đây như thế này nó vẫn chưa dấu hiệu gì để chúng ta có thể tham gia đối với mã phiếu này khi nó chưa vượt khỏi những cái trendline giảm như này. Còn những mã cổ phiếu như con gì ạ? À? Như con Nam Long mua được hay không? Nam Long thì chắc ở đây như thế này, trendline nó này, gãy trendline thì đây nó tương tự như sale thôi, có canh hồi đi hạ. Còn những mua mới chưa có, đúng mà nhiều tôi đừng bắt đáy ngay chỗ này. Từ thực chất kinh chiều tôi bắt đáy kiểu gì cũng bị thua lỗ thôi, tại vì em đánh giá rằng ấy, một cái mã cổ phiếu khi em bắt đầu gãy trendline, đúng mà anh chị thấy này, nó chưa hình thành đáy mà nhà đầu tư bắt đầu lao vào đáy lên, chị thấy này, mặc dù có một vài phiên hồi nhưng chị lao vào bắt thì kiểu gì anh chị thấy này, hàng vẫn bị thua lỗ thôi. Hay đoạn này chị thấy cũng tương tự như vậy này, nó gọi là cái trạng thái của cân dưới, đúng mà một phiên uptrend xuất hiện sau đó nó chỉnh, sau đó chị thấy cân bằng hướng lên này, anh chị thấy tết công chị mua nhưng mà nó không có một phiên xác nhận dòng tiền thì anh thấy nó sẽ tiếp tục nó rơi tiếp, đúng chưa ạ? À? Hay ở đây chị thấy mẫu hình này một đáy hai đáy hướng lên này chưa có dòng tiền vào xác nhận, chị thấy mua vào phiên tích cung kiểu gì cũng bị chỉnh thôi. Anh chị thấy yếu tố rõ ràng rằng phiên tích cung nó chỉ có yếu tố xác nhận trong một cái xu hướng tăng sau đó mới có một phiên break, còn ở trong xuống giảm thì phiên tích cung nó sẽ không có tác dụng gì hết.
Đúng mà, nên đối với em ấy, thị trường chúng ta hay cổ phiếu cái xu hướng là quan trọng nhất, còn những mã phiếu này đã gãy xu hướng thì chúng ta sẽ không tham gia. Rồi tiếp tục là NTL, NTL thì nó vẫn giữ xuống tăng này, thì mã phiếu này đánh giá có thể đi ngược lại so với cái dòng của nó. Và thường thường thì chúng ta có điều chỉnh thì những mã phiếu này em đánh giá vẫn có thể đi lên, tại vì sao dòng tiền nó vào. Đúng mà, anh chị cứ đặt ra câu hỏi đi, lúc mà dừng chỉnh thì ở đây tại vì sao có những cái dòng tiền vào, anh chị thấy này, tại vì sao dòng tiền vào mạnh như này, dòng tiền vào mạnh này thoát ra được chưa, thì đối với em thì nó vẫn chưa thoát ra được. Và anh chị thấy này, ở đây nó đánh giống cái form này nè, gãy nền rổ mà nó rổ một nhịp này đó, dòng tiền vào này đúng mà, cân bằng một phát xong đó anh chị thấy chạy nó rút lên đúng mà. Ở đây anh chị thấy này, có tiền vào này, cân bằng này, hai phiên cân bằng này, thì kiểu gì những phiên phía sau nó cũng sẽ có cái nhịp gọi là break lên để kéo lên để lắp ráp vùng giá đâu khoảng là 28, nên có cứ nắm giữ và đánh tới cộng. Thì đối với em thì điểm này chấp nhận rồi thì vào đánh tới cộng được, và đặt stop loss ở đâu ạ? Đặt stop loss vùng giá đâu khoảng 25 là hợp lý, mã phiếu Nam Từ Liêm, nên đối với em thì khả năng sẽ có nhịp kéo lên vùng giá khoảng 28 nữa nó mới bắt đầu nó rơi, nên lưu ý được mã cổ phiếu Nam Từ Liêm để đánh tới cộng được, tại vì thị trường bây giờ nó đang phân hóa khá là nhiều đúng không ạ. Rồi tiếp tục những mã phiếu như BDR sao ạ? BDR thì nó đang bước vào nhịp gọi là tăng, nhưng mà ở đây nhìn chung ấy thì nó cũng đang gặp lại những vùng và cản mạnh của nó, thì hiện tại chưa điểm mua, có cái nắm giữ thôi. Tiếp tục là những mã cổ phiếu của dòng chứng khoán đi. Chứng khoán thì đầu tiên là những mã phiếu VCI đi, có điểm mua chưa? VCI thì đánh giá hôm nay là điểm BC gọi là buy in climax. Thường thường nó xuất hiện một cây nến gọi là đảo chiều như thế này này, đầu phiên tăng nhưng cuối phiên giảm, nó cửa thấp nhất phiên ấy, thì nó cũng sẽ rất khó để có thể tăng tăng vượt lên khỏi những cái vùng gọi là đỉnh cao của những mã phiếu này. Thì thường thường nó sẽ như vậy, một là tích lũy, hai là điều chỉnh thôi. Từ đó với em thì khả năng VCI ngày mai sẽ tích lũy trở lại chứ chưa thể tăng ngay, hoặc là sẽ có những cái nhịp điều chỉnh đó. Em ví dụ cụ thể anh chị thấy là những cái nến rút râu như thế này đó, khi xuất hiện cái nến này thì kiểu gì cũng phải điều chỉnh một nhịp sau nó bật tăng đúng không ạ. Hai mà nếu nó mạnh sau nó sẽ tích lũy trở lại đó, hoặc là anh chị thấy này, nếu mà nó mạnh thì sẽ tích lũy một vài phiên sau nó sẽ rũ nhịp mới bắt đầu đi lên, thường thường nó sẽ như vậy. Nên đối với em thì ở đây nó chưa điểm mua mới, và đây là những điểm BC gọi là buy in climax đó, nên nhiều tụi mình có thì canh chọn lại chút lại thôi, còn chắc hiện tại không có điểm mua nó mã phiếu VCI. SSI thì nhìn chung thì trend line của nó vẫn duy trì trend line tăng, hiện tại cũng khá là mạnh nhưng chỉ thấy nó mở hở gap khá là nhiều, nên có thì canh chặn lại chốt lại thôi, chứ đối với em thì bây giờ chưa điểm mua mới đối với mã phiếu SSI. HCM anh chị thấy này, nó cũng bắt đầu nó quay lại lắp gáp rồi đúng không ạ, và nó đang quay lại retest gậy lại vùng gọi là đỉnh trước của nó, thì nhìn chung ở đây nó cũng rút chân lên, có cứ nắm giữ, còn đối với em điểm mua mới chưa có, tại vì thực chất ở đây cái biên độ của nó hơi lỏng. Rồi tiếp tục là mã phiếu VND thì em có nói rồi đúng không ạ. Nhưng mã phiếu này nè, nó đang ở trạng thái cân bằng dưới giống như con ITA thôi đúng không ạ. Anh chị thấy này, nó rơi, có những nguồn cung treo khá mạnh trên đây, anh chị thấy bắt đầu nó hồi hồi lên nhiều tình mua, kiểu dựng bị dính những cái nhịp giảm như này đúng mà. Tại vì anh chị thấy đây con VND ở trên đây có một cái nguồn cung treo khá lớn, anh chị thấy một cái phiên khớp là 105 triệu, ít nhất 50 triệu phiếu là nhà đầu tư đang kẹp hàng trên đây, và kèm trên đây là cái lượng cung cầu gọi là những cái lượng cung ấy họ muốn bán ra khi cổ phiếu nó phục hồi, và khi hai nguồn cung này bán ra sao ạ, thì làm sao nó tăng giá lên được, phải có một lực cầu rất lớn để có thể kéo cổ phiếu tăng giá lên. Nên thì thấy những cái dòng chứng khoán nó cứ yếu tố điều chỉnh thì con VND nó sẽ điều chỉnh đầu tiên đó, nên đối với em những mã phiếu này có thì canh hồi lên đi hà, thực chất điểm mua mới chưa có và đang ở trạng thái cân dưới đúng không ạ. Trong thị trường này khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ dựa vào yếu tố cơ bản và phân tích kỹ thuật, còn nếu mà chúng ta bán thì chúng ta chỉ dựa vào những cái hành động giá, là dựa vào phân tích kỹ thuật thôi, chúng ta sẽ không có phân tích về cơ bản nhiều đối với một cái mã cổ phiếu nào đó khi mà có yếu tố gãy rổ và xác nhận cái dòng tiền thoát ra đó. Nên đối với em thì VND hiện tại có canh hồi để hạ chứ không phải đi mua. Còn SS hôm nay chỉ thế này, mặc dù nó có những trạng thái bật tăng nhưng nó cũng đang chuẩn bị gặp lại vùng gì vùng gáp vùng giá đó khoảng 14.7 gì đó, thì khả năng ấy 14.7 là cái vùng gáp gọi là cái vùng này khả năng sẽ tạo ra những vùng đỉnh ngắn hạn, nên đối với em nhà đầu tư có thì canh lên vùng giá khoảng là gáp trước là 14.7 gì đó chúng ta bán, còn bây giờ điểm mua chưa có, thực chất điểm mua nó thì phải mua tại nền, còn trên đây thì giá của nó hơi cao thì sẽ không mua nữa, tại vì sao cái độ rủi ro nó cao. Rồi tiếp tục những mã cổ phiếu của dòng dầu khí đi. Dầu khí thì BVD, BD thì nhìn chung thì trên line cũng gì trên lại tăng, nó cũng đang đáy cũng lên, thì đầu tư mình có cái nắm giữ thôi, còn đối với em thì khi nào nó gãy cũng giá đó khoảng là 24.5 mới bán, còn bây giờ thì chưa đi mua tại vì nó hở gap, hôm nay nó hở gap. Hay là những mã phiếu BVS nó cũng tương tự như vậy này, trên thì vẫn giữ trên lại tăng dùng tiền vào nhưng đang nhìn thấy biên độ lỏng lẻo thì chưa đi mua, quan sát thêm một vài phiên. Ở đây nó cũng còn một cái gap gọi là gap up này đó, nó hở ra này, vùng giá đó khoảng 33.2 chưa lắp ấy, chờ lắp lại hướng lên ta mới có điểm mua mới. BVC nhìn chung nay cũng bật tăng nhưng chỉ thấy gặp lại cản bị rút râu trở lại, nhìn chung nay là một phiên no đền ba báo hiện trạng thái cân bằng cung cầu, nhiều tôi mua nhiều tôi bán thôi, thì đối với em thì khả năng sẽ tích lũy thêm chứ điểm mua mới thì chưa có mã cổ phiếu này. BR thì hôm nay nó cũng khá đẹp này đúng không ạ, mặc dù xuống của nó vẫn xuống tăng dòng tiền vào nhưng đoạn này nó tích lũy nhưng mà vol nó hơi lớn, thì chúng ta phải chờ đợi tích lũy thêm, nếu tích lũy vol hẹp lại với vol gọi là bé lại với lại những cái vol những cái biên độ cân bằng lại chúng ta mới có điểm mua, còn bây giờ chưa điểm mua đối với BR. Tiếp tục là chúng ta đi qua một vài mã cổ phiếu cái dòng ngân hàng với dòng thép đi ạ.
Thì bây giờ anh chị thấy dùng ngân hàng đầu tiên là BID. BID thì chúng ta có thể lưu ý được này, đây là một cái xu hướng gọi là xu hướng giảm của nó trong ngắn và trung hạn. Thì đây anh chị thấy đã có dòng tiền break vào đánh lên đúng không ạ, và đây anh chị thấy này nó có những trạng thái cân bằng khá tốt, thì chúng ta chỉ chờ đợi nó cân bằng để tụ lượng cung vô, tôi kịp hàng trên đây bán ra, nhiều tôi đang có lại bán ra đúng mà hấp thụ hàng cũng thành công cân bằng, chúng ta sẽ có điểm mua mới. Và thường thường những mã phiếu như BID sẽ có những yếu tố đi ngược thị trường, nếu như chúng ta có điều chỉnh mạnh để đánh giá những mã phiếu này vẫn có thể đi ngược được. Em ví dụ cụ thể chị thấy đoạn này này, đây nó gặp lại cản đúng không ạ, đây là cản trước của nó này, thì nó cũng xuất hiện những mẫu hình gì ạ, đây là mẫu hình lớn của nó là mẫu hình vai đầu vai, dòng tiền vào đánh lên rất quyết liệt. Rồi sau đó chị thấy này, đoạn này nó cũng có yếu tố này tích lũy và dòng tiền vào đánh lên đúng không ạ, dòng tiền vào đánh lên mạnh mẽ và khiến gặp lại cản, chị thấy tích lũy một vài phiên tích cung thì sau đó sẽ bước vào nhịp kéo. Và trong bối cảnh đó thì chúng ta vẫn chỉnh, chị thấy biết bối cảnh là hiện chỉnh nhưng nó vẫn đánh bình thường, nên những mã phiếu mà có dòng tiền thì đánh giá trong thời gian sắp tới nó có thể lưu ý được đối mã phiếu BID. Và anh chị thấy dòng tiền nó cũng đang trở trụ thì BID cũng là những mã phiếu tiềm năng chúng ta có thể tham gia ở giai đoạn sắp tới, nên có cứ nắm giữ thêm đối mã cổ phiếu BID, còn chờ đợi tích lũy từ 3 năm phiên nữa sẽ có điểm mua chuẩn đối mã phiếu BID này. Còn CTG thì biên của nó hơi lỏng, một phiên tăng một phiên giảm để quay lại lắp ráp, thì đối với em thì đây chưa có điểm mua, chờ đợi lắp ráp căn bản lên mới có điểm mua. Còn bây giờ có thể nắm giữ bình thường, còn khi nào nó gãy cũng giá nó khoảng là 29 28 mới bán, tại vì nó gãy trên line. Tiếp tục là những mã cổ phiếu như là BB, LB gì thế này, đánh hai phiên công tăng giá thì hôm nay nó đạp cuối phiên luôn. Thì đối với em nhà tư có thì canh chặn lại chốt lãi thôi. Còn nếu mà nó gãy hẳn vùng giá khoảng 15 thì chúng ta phải bán ngay. Còn nhìn chung thì nó đang rơi chúng ta sẽ không mua mới. Ví dụ một cái mã phiếu đang rơi thế này, nhiều tư đâu mua mới được đâu, nó đang rơi thế này chúng ta sẽ không mua mới, chúng ta cứ chờ đợi nó cân bằng lên ta mới mua. MBB hôm nay cũng điều chỉnh đúng không ạ, vẫn cũng đang quay về nó lắp ráp thôi đúng không ạ, thì đối với em bây giờ chưa điểm mua mới, có cứ nắm giữ và canh chặn lại chốt lại, chờ đợi tích lũy chúng ta mới có điểm mua. STB thì cũng tương tự như vậy, nhìn chung nó cân bằng biên độ sideways nhưng mà lỏng lẻo, hiện tại quan sát thôi chứ điểm mua mới của nó thì chưa có, hôm nay nó chỉnh lại có lượng lớn thì chúng ta cứ lưu ý hạn chế mua mới mã cổ phiếu STB này đó, nhìn chung là như vậy. Một vài mã cổ phiếu dòng thép đi, thép thì hôm nay cũng rút chân khá tốt này, như HBG này đúng là nó cũng rút chân trở lại, nhưng chị thấy này ở đây cũng chỉ có một đỉnh đầu tiên thôi, muốn rơi thì phải hai đỉnh mới rơi, thì có cứ nắm giữ thôi, còn muốn bán thì canh hồi lên tạo ra đỉnh số 2 chúng ta bán. Còn đối với em thì bây giờ sẽ không mua mới mã phiếu HBG, tại vì cái độ tích lũy của nó không đủ và nó đã tăng nước rút rồi. HSG cũng tương tự như vậy thôi, mặc dù nó rút chân nhưng đang chị thấy biên độ nó cũng chưa đủ độ tích lũy tham gia, một cái nền đủ vững chắc để tham gia thì chúng ta phải chờ đợi cái nền tích lũy từ 5 đến 7 phiên, trong mạng thường thường 5 7 phiên mới là cái nền an toàn, chứ cái nền 3 phiên như này thì nó sẽ chưa an toàn chúng ta tham gia. Nam Kim nó cũng tương tự như vậy, nó chỉ mới 3 phiên chúng ta chưa đi mua, có cứ nắm giữ thôi đúng mà, tại vì nó cũng chưa có những cái tín hiệu gì để chúng ta bán, trên like thì vẫn giữ trên like tăng. SMC thì nhìn chung nó cũng giữ trên like tăng khá tốt, dòng tiền cũng đã vào đây cũng tích lũy 3 phiên thì chưa đi mua, quan sát thêm một vài phiên xem nó tích lũy đủ chúng ta mới tham gia được. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu dòng phân bón thì đoạn này nó tốt hơn này, như DGC như thế này, xu hướng vẫn xuống tăng này, thị trường chỉnh nó không chỉnh, nó xuất hiện một phiên nô sau một phiên tích cung thì khả năng ngày mai sẽ tiếp tục nó kéo, thì có cứ nắm giữ thêm, còn mua mới thì đánh giá ở vùng này chấp ngưỡng rồi thì có thể mua mới được này, khi lại đủ 5 phiên rồi. Hay nhưng mà phía DCM này cũng là giữ trên lai tăng này, nó cũng mới vùng đáy phục hồi đi lên này, dòng tiền vào mạnh mẽ này, còn đối với em ở đây cũng là một phiên nô sập test cung này, thì nếu mà chấp ngưỡng rồi thì có thể vào tham gia được để mà cổ phiếu DCM DBM cũng tương tự vậy, nhìn chung ấy là những dòng gọi là phân bón khá đẹp, thì có thì cứ nắm giữ thêm. Thì nhìn chung ấy, em cũng đã đi sơ lược qua dòng thị trường để tôi có thể nắm bắt và tham khảo, thì đối với em ấy thì đoạn này chúng ta thì nó cũng đang bước vào nhịp chạy rút, thì chúng ta cần làm là chúng ta phải cơ cấu lên một à, bớt tỷ trọng cổ phiếu đúng mà, và đánh hầu như là 100% tiền mặt, chúng ta sẽ không không đánh tỷ trọng cổ phiếu cao, và chúng ta phải săn những cái mà cổ phiếu nào sắp có những cái nhịp chạy rút để chúng ta đánh. Thì đối với em thì dòng đầu tư công khả năng sắp tới nó sẽ có nhịp chạy rút đâu khoảng 15 đến 20%, chúng ta lưu ý đối với dòng đầu tư công đó. Ngoài ra một vài cái mã cổ phiếu của dòng phân bón thì chúng ta có thể là canh để chúng ta đánh tỷ cộng được, hay là dòng thép có thể lưu ý nếu mà tích lũy được đúng không ạ. Còn những cái mã cổ phiếu của dòng bất động sản này, hay là những mã cổ phiếu dòng chứng khoán hay là dòng ngân hàng, chúng ta ưu tiên chốt lại, đó là cái quan điểm của em ở thời điểm hiện tại của thị trường. Còn ngân hàng thì có BID đằng sau có thể lưu ý được. Thì cảm ơn nhà đầu tư đã lắng nghe buổi họp kênh, anh chị thắc mắc gì có thể là comment video để hỗ trợ tôi một cách tốt nhất.